Chào mừng các bạn đến với Naki Movie và series Kimetsu no Yaiba, Thanh gươm diệt quỷ. Trong tập 14, nhờ ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, Tanjiro tìm ra cách thức ít thời điều hòa cơ thể. Nhờ đó, dù đang bị thương, cậu vẫn thành công tiêu diệt cựu thành viên thập nhị quỷ nguyệt Kyogai. Sau khi đánh nhau rất đầu mẻ chán với gã đầu lợn Inosuke, cả nhóm tới một dinh thự có gia huy hoa tử đằng để hồi phục sức khỏe. Tại đây, Zenitsu mê gái đã tận mắt nhìn thấy Nezuko và mê như điếu đổ. vì điều này mình sẽ tiếp tục tóm tắt nội dung của tập 15 và 16. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu bạn đã xem phim hoặc không quan tâm việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, ở nút chuông bên cạnh và cùng mình bắt đầu thôi nào. vừa nhìn thấy nhan sắc của Nezuko, Zenitsu mê gái đã say như điếu đồ. Sau thời gian nghỉ ngơi, ba người đã hồi phục. Họ được quạ truyền tin yêu cầu tới đỉnh Natagumo để thực hiện nhiệm vụ. Ba chủ nhà không quên chúc phúc và nhắc nhở họ hãy tự hào về bản thân. Những câu nói của bà khiến Inosuke chẳng hiểu gì hết. Sự đầu đất đến quái dị của cậu ta khiến Zenitsu và Tanjiro đều phải bó tay. Tối đó, ba người cũng tới được chân núi Natagumo. Zenitsu nhát gan, vô cùng sợ hãi, không muốn đi tiếp. Mặc kệ cậu, Tajiro chẳng nghĩ ngợi nhiều, kiên định thẳng tiến. Trên đường, họ bắt gặp một thành viên của sát quy hội đang cầu cứu. Nhưng ngay sau đó, anh ta bị một thứ gì đó kéo vào rừng biến mất. Trong khi Zenitsu hoảng sợ tột độ, run rẩy ngồi bệt trên đường, thì Tanjiro và Inosuke vội đuổi theo mùi hương của quỷ Trong rừng, họ gặp phải rất nhiều nhện Nhưng không tìm ra anh chàng sát quỷ hội kia đâu Tanjiro thú thật, cậu cũng có đôi phần sợ hãi Như có Inosuke, cậu mới thêm phần can đảm như vậy Được Tanjiro cảm ơn, Inosuke sướng đờ cả người Ngay sau đó, họ bắt gặp một anh chàng thuộc sát quỷ hội tên Murata Anh ta cho biết anh cùng 10 người tới đây để diệt quỷ Nhưng vào rừng không bao lâu, các thành viên đã rút gươm tấn công nhau chỉ một mình anh ta chạy thoát. Bất ngờ, những tiếng động kỳ quái vang lên. Ngay sau đó, những thành viên của sát quỷ hội tiến tới. Họ di chuyển vô cùng kỳ quái như những con rối không ngừng tấn công. Rất nhanh, Tanjiro đã nhận ra có điểm không đúng và yêu cầu Inosuke không được sát hại bọn họ. Bị ra lệnh, Inosuke tức giận quay sang tấn công Tanjiro. Trong khi đó, Murata bị dồn ép rất nguy hiểm. Rất may, Tanjiro và Inosuke kịp thời ứng cứu. Thì ra, những thành viên của sát quỷ hội kia bị vô số sợi tơ vô cùng mỏng điều khiển. Chỉ cần cắt đi, họ sẽ không bị thao túng nữa. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Bọn nhện từ đâu không ngừng bỏ ra, nhà tơ tiếp tục biến họ trở thành những con rối dưới sự điều khiển từ xa của một con quỷ nhện. Bọn nhện thì quá nhỏ và đông đúc, dù có cắt tơ nhện hay dẫn chết bao nhiêu con, thì cũng không phải là cách. Trong khi đó, mũi Tanjiro bị một thứ mùi kỳ quái khống chế, không thể đánh hơi được. Vị trí của con quỷ kia, cậu đánh nhờ Inosuke giúp đỡ. Bất ngờ, một con quỷ trắng toát, tên Rui Ayaki xuất hiện. Hắn cảnh báo mẹ hắn sẽ sớm tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Thấy vậy, Inosuke vội nhảy tới tấn công, nhưng không thể chạm được tới hắn ta. Tanjiro cũng nhận ra hắn không phải con quỷ giật dây, bởi vậy cậu để mặc cho hắn rời đi và yêu cầu Inosuke vận sức truy tìm vị trí của nhận quỷ mẹ với hơi thở quái thú nhanh thứ bảy không gian thức giấc inosuke nhanh chóng tìm ra trong khi đó tên quỷ ryu kiên quyết không để bất cứ kẻ nào có thể phá vỡ mối liên kết giữa năm thành viên trong gia đình hắn ở một nơi xa quạ đã kịp thời tới truyền tin cho người đứng đầu của sát quỷ hội đám quỷ kia vô cùng lợi hại bởi vậy ông quyết định cử hai trụ cột tới ứng cứu thủy trụ Giyu, vài trùng trụ Shinobu. Dưới chân núi, Zenitsu rất buồn giàu vì bị hai đồng đội bỏ rơi. Cậu không ngừng than van, tại sao hai người họ không khích lệ tinh thần dù cậu đi cùng cơ chứ? May mà còn có con chim sẻ. Tiếp tục xỉ bà khiến Zenitsu nhận ra Tanjiro đã mang cả Nezuko xinh đẹp đi mất. Cậu chàng mê gái đành vội vã đuổi theo. Zenitsu đi chạy mãi vẫn chẳng thấy ai. Cô vô cùng sợ hãi, vừa đi vừa gọi tên Nezuko trong vô vọng. May mà vẫn còn có chú chim sẻ đi theo, nhưng phía sau, một con nhện quái dị không ngừng bám theo. Trong khi đó, Murata tình nguyện giữ chân đám người bị điều khiển, để Tanjiro và Inosuke dành tay đi tìm nhận quỷ mẹ. Càng tới gần, đám tơ nhện càng nhiều, không những thế, họ còn bắt gặp thêm những thành viên sát quỷ hội đang bị điều khiển khác. Một cô gái tên Ozaki, dù vẫn còn ý thức nhưng không thể tự điều khiển cơ thể, cô cầu xin Tanjiro và Inosuke hãy chạy đi tìm sự trợ giúp của những thành viên cấp cao hơn trước khi bị cô giết hại. Nhện quỷ mẹ rất hào hứng, vì những con rối càng ở gần, sức mạnh của những sợi dây điều khiển càng mạnh hơn. Bất ngờ, Rui xuất hiện, uy hiếp ba vài nhanh chóng sát hại đám người sát quỷ hội kia nếu không hắn sẽ kể mọi chuyện cho nhiễn quỷ cha. Điều đó khiến nhiễn quỷ mẹ vô cùng hoảng sợ, vội vã cầu xin. Khi hắn rời đi, nhiễn quỷ mẹ ra sức tấn công. Những động tác quá mức thô bạo, thậm chí khiến Ozaki gãy cả xương. Cô không ngừng tấn công, dồn ép Tanjiro, nhưng vẫn không thể hạ gục cậu. Thấy vậy, nhiễn quỷ mẹ quyết định dùng thêm những con rối khác. Bọn họ đều đã bị bẻ gãy hết xương, nhưng vẫn còn sống trong cơn đau đớn họ cầu xin tanjiro và inosuke hãy giết chết mình đi tuy nhiên với những sợi tơ nhện sức mạnh của họ vẫn rất lợi hại không muốn phải sát hại đồng đội tanjiro nghĩ ra cách hất bọn họ lên cây nhờ đó những con rối đã bị khống chế thấy vậy nhận quỷ mẹ tức giận vạn cổ giết chết cả năm con rối Tanjiro và Inosuke tiếp tục truy tìm những quỷ mẹ. Bấy giờ, thính giác nhạy bén của Tanjiro đã hồi phục. Bọn họ nhanh chóng bắt gặp một con rối to lớn của đầu. Inosuke rất bối rối vì không nhìn ra bất cứ điểm yếu nào của con rối. Nhưng Tanjiro thì nhanh chóng phát hiện cần phải sử dụng nhát kiếm Kesa Giri. Khi Tanjiro còn đang nghĩ kế hoạch tác chiến, thì đầu đất Inosuke đã xông tới chiến đấu, nhưng không những bị đả thương mà còn bị bọn nghiện khống chế, xém chút đã bay màu may mà Tanjiro kịp thời ứng cứu. Ngay sau đó, Tanjiro chỉ đạo Inosuke bay lên, sử dụng nhát chém Kesagiri, nhờ đó thành công tiêu diệt con quỷ kia. Dù vậy, Inosuke vẫn rất khen tị vì cứ phải nghe theo lệnh của Tanjiro. Hắn ta xông tới ôm Tanjiro, rồi hất cậu văng đi xa. Nhờ đó, Tanjiro đã tìm ra vị trí của nhện quỷ mẹ. Bấy giờ, con rối mạnh nhất đã bị tiêu diệt, mụ ta đã chẳng còn sức chiến đấu. Trong khi đang dối bời vì sợ hãi phải đối diện với gia đình nhện quỷ, mụ nhìn thấy Tanjiro và nhận ra nếu chết đi sẽ được tự do, không chút chống cự. Nhện quỷ mẹ đón nhận cái chết từ chiếu thức thứ 8, can thiên từ vũ của Tanjiro. Hóa ra, cái chết lại thanh thản, nhẹ nhàng, êm ái và chẳng hề đau đớn như thế. Cuối cùng, mụ đã được giải thoát. Thì ra trước đây, cuộc sống của mụ cũng vô cùng khó khăn khi bị nhện quỷ cha bạo hành còn các con thì rừng rừng, vui vẻ đứng nhìn mụ bị đánh. Trong những giây phút cuối đời, mụ hạnh phúc bắt gặp ánh mắt ấm áp của Tanjiro và nhắc nhở cậu, thập nhị quỷ nguyệt đang ở đây, cậu cần phải cẩn trọng. Tanjiro muốn hỏi thêm, nhưng mụ đã tan biến thành cho bụi. Như vậy, Tanjiro và Inosuke đã thành công tiêu diệt nhện quỷ mẹ, nhưng vẫn còn rất nhiều những con quỷ khác ở đây, thậm chí còn có cả thập nhị quỷ nguyệt, những con quỷ mạnh nhất của chúa quỷ Muzan. Phải chăng Zenitsu đang gặp nguy hiểm? Cuộc chiến còn khốc liệt tới mức nào? Hãy đón xem tập tắt các tập tiếp theo để biết đáp án nhé! Tanjiro có thể cảm nhận được sự sợ hãi và khổ sở toát ra từ nhện quỷ mẹ. Mụ ta đã tình nguyện chết, chứng tỏ nơi đây rất nguy hiểm và còn có cả thật nhị quỷ nguyệt. Inosuke đã bị thương, Tanjiro chỉ có thể ép buộc hắn ta băng bó vết thương. Zenitsu vẫn tiến vào rừng trong vô vọng, Cậu đi mãi mà chẳng thấy đồng đội đâu cả. Bọn nhện thì bò khắp nơi, đặc biệt xuất hiện cả con nhện đầu người, vô cùng quỷ quái, khiến cậu kinh hoàng bỏ chạy. Sau một hồi, cậu đã tiến vào hang ổ của nhện. Tại đây, một căn nhà cùng những cơ thể người đang bị tờ nhện treo lơ lửng trên không trung, kèm với mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Không những thế, từ trong ngôi nhà một con nhện đầu người khổng lồ chui ra khiến cậu sợ hãi bỏ chạy nhưng đã quá muộn cậu đã bị chúng đọc mất rồi nhện quỷ cho biết chỉ trong 30 phút cậu sẽ biến thành nhện quên đi hết tất cả những ký ức trở thành một con nhện vô tri chỉ biết phục tùng hắn vừa sợ hãi vừa kinh hoàng vừa đau khổ Zenith nít sư chào lên cây ngồi run rẩy cậu nhớ về trước đây từng bị sư phụ một cựu trụ cột của sát quỷ hội ép buộc tập kín khi đó cậu cũng đã ôm cây khóc cậu biết bản thân kém còi dù đã cố gắng luyện tập bao nhiêu ngày tháng, nhưng chẳng đạt được thành quả gì cả. Cậu đã hết kiên nhẫn tập kiếm rồi. Bất ngờ, một tia sét đánh xuống, đốt cháy rụi cái cây, thậm chí thay đổi màu tóc của Zenitsu từ màu đen sang màu vàng. Vậy mà cậu vẫn còn sống, nhưng bản thân cậu vẫn quá vô dụng. Dù cố gắng hết sức, vẫn chẳng có việc gì ra hồn. Giờ đây, còn phải biến thành nhện hay sao? Trong cơn hoảng sợ, Zenitsu vò đầu, và nhận ra tóc của cậu đã bắt đầu rụng. Chẳng mấy chốc, cậu sẽ biến thành một con nhện quỷ đầu chọc. Kinh hoàng tột độ, Zenitsu ngất đi và rơi khỏi cây. Nhưng thay vì ngã vỡ đầu, trong tình trạng say ngủ, thần thái Zenitsu thay đổi hoàn toàn. Với hơi thở sấm sét, cậu bắt đầu xông tới tấn công con quỷ. Nhưng nhện quỷ cũng nhanh chóng phun dại độc, vô hiệu hóa đòn tấn công của Zenitsu, buộc cậu phải xoay mình trên không né tránh cậu không ngừng cố gắng sử dụng hơi thở của sấm sét thức thứ nhất nhưng bị bọn nhện tấn công Zenitsu vẫn không thể ra tay hóa ra cậu chỉ học được duy nhất một chiêu thức sư phụ tin rằng cậu chỉ cần thành thạo một chiêu thức tới mức hoàn hảo nhưng cậu không được bỏ cuộc và phải tin tưởng những cố gắng không mệt mỏi kia sẽ được đền đáp xứng đáng sau khi sư phụ qua đời Zenitsu sư bị sư huynh xỉ vả và đuổi đi cả cuộc đời mồ côi chẳng có ai kỳ vọng bất kỳ điều gì ở cậu chỉ trừ sư phụ không ngừng cố gắng giáo huấn mong chờ một ngày cậu thành thục dù chỉ một chiêu thức sau một hồi vận lộn với đám nhện Zenitsu đã tích tụ đủ sức mạnh với hơi thở sấm sét thức thứ nhất phích lịch nhất thiểm Zenitsu di chuyển nhanh như một tia chớp một chiêu đã chém bay đầu con nguyện quỷ thành công tiêu diệt hắn ngay sau đó, cậu tỉnh dậy và nghĩ rằng sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng cậu biết thời gian của mình sắp hết, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ biến thành nhện. Chim sẻ thấy vậy thì bay đi tìm cứu viện. Trong khi đó, Zenitsu đau đớn nhờ tới sư phụ, cậu không thể cứ vậy mà chết được. Cậu cần phải cố gắng sống sót. Thế nhưng mắt của Zenitsu vẫn dần nhắm nghiền lại. Ở một vị trí rất xa, Tanjiro cũng nghe thấy tiếng sấm sét Zenitsu gây ra, nhưng tất nhiên cậu chưa từng chứng kiến Zenitsu chiến đấu nên chẳng thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Inosuke đã bị thương nặng, do đó Tanjiro muốn hắn xuống núi. Nhưng với tính cách ngang bướng, Inosuke đâu chịu nghe theo. Ngay sau đó, một con quỷ xuất hiện khiến Inosuke đuổi theo. Không ngờ, nhện quỷ cha từ đâu nhảy tới, chặn đường tấn công Inosuke. Tanjiro nhanh chóng xông tới hỗ trợ, nhưng với hơi thở của nước thức thứ hai thủy xạ đòn đánh của tanjiro chẳng mảy may tổn thương được hắn da thịt của nhện quỷ cha vô cùng cứng rắn kiếm của tanjiro cũng không thể xuyên qua tất nhiên song kiếm của inosuke cũng cùng chung số phận <laughs> nhện quỷ cha quá mạnh Inosuke và Tanjiro đang vừa chạy vừa nghĩ cách. Nhân cơ hội hắn đang đuổi theo Inosuke, Tanjiro chặt một cây bên suối nhằm đè nát hắn. Cậu tiếp tục sử dụng hơi thở của nước, thức thứ 10, chiêu thức mạnh nhất của cậu để bồi thêm, nhưng chưa kịp tới gần, cậu đã bị con quỷ dùng cây gỗ vụt một trường đánh văng xa cả dặm. Không còn cách nào khác, Tanjiro chỉ có thể cảnh báo Inosuke hãy bảo toàn tính mạng, đợi người tới ứng cứu vì tên quỷ kia chắc hẳn thuộc Thập Nhị Quỷ Nguyệt sức mạnh của hắn thực sự quá khủng khiếp Tanjiro phải cố gắng lắm mới có thể hạ cánh an toàn Ngay sau đó, cậu bắt gặp hai con quỷ Chính là Rui đang trừng phạt chị gái của hắn Tanjiro nhận thấy Một quan hệ gia đình của bọn chúng thật giả tạo Giữa chúng chỉ có mùi của sự sợ hãi Ghét bỏ và kinh hoàng Chẳng có chút tin tưởng nào cả Rõ ràng, điều cậu phát hiện khiến Rui tức giận Vừa hay, có một anh chàng sát quỷ hội xuất hiện với tư tưởng xấu xí gặp kẻ địch mạnh thì chạy trốn còn gặp con quỷ ryu nhỏ bé thì ra tay nhằm thăng cấp nhưng chỉ chớp mắt anh ta đã bị rui cắt thành từng mảnh rui đã thay đổi hoàn toàn hắn vô cùng tức giận về nhận định của Tanjiro và chĩa mũi tấn công vào cậu với những sợi tơ vô cùng bền chắc đòn tấn công của rui nhanh chóng khiến Tanjiro điêu đứng nhưng tên quỷ không muốn giết cậu ngay mà muốn cậu phải đau đớn tột cùng vì đã nhận xét xúc phạm về mối quan hệ gia đình của hắn bị tấn công bầm dập tajiro vẫn kiên định với hy vọng chiến đấu tới cùng cậu có thể ngửi được ra mua của những sợi tơ của hắn vì vậy với hơi thở của nước tajiro dùng kiếm chém vào sợi tơ chẳng ngờ thanh kiếm của cậu đã gãy làm đôi trong khi đó thủy trụ kiyu và trùng trụ shinobu đã có mặt họ nhanh chóng phát hiện ra xác của những thành viên sát quỷ hội có vẻ hai người chẳng hề thân thiết gì. Họ nhanh chóng chia nhau ra và hành động. Zenitsu đã mất hết cảm giác ở tay chân, cậu chỉ còn một chút hơi sức cuối cùng. Rất may, Shinobu đã kịp thời có mặt. Inosuke thì vừa tay trốn vừa nghĩ cách đối phó. Tất nhiên, đầu đất như cậu chẳng thể nghĩ được cách gì. Nhận ra mình đã bị Tanjiro tiềm nhiễm tư tưởng suy nghĩ độc hại. Inosuke xong tới, đánh đấm túi bụi. Rõ ràng, Nghị kế không phải thế mạnh của hắn thay vào đó hắn chỉ việc dồn hết sức chiến đấu chém hàng chục phát vào một vị trí nhờ đó đã cắt cụt một cánh tay của tên nhện quỷ cha trong khi inosuke đang vui sướng thì bất ngờ nhện quỷ cha quay đít chạy mất khiến inosuke phải rất vất vả đuổi theo mà vẫn không tìm thấy đâu những vết thương của hắn có vẻ rất nghiêm trọng dù thế inosuke vẫn quyết tâm chiến đấu với sức mạnh phát hiện vị trí của quỷ. Cuối cùng, Inosuke cũng tìm ra nhện quỷ cha đang run rẩy trên một cành cây cao. Thế nhưng, hắn chạy trốn không phải vì sợ hãi, mà nhện quỷ cha đang lột xác, biến thành một con quái vật khổng lồ, mạnh mẽ hơn trước gấp bội. Trước sự uy hiếp khủng khiếp đó, đã có khi Inosuke buông kiếm xác định chết, nhưng nhớ tới sự cổ vũ của Tanjiro, hắn tiếp tục cầm kiếm chiến đấu. Dù bị hành đến tơi bời, ngay cả song kiếm cũng bị gãy tan nát. Trong giây phút cận kề cái chết, hắn nhớ tới người mẹ đã bỏ rơi và những người bạn mới quen biết, phải chăng đây là giây phút cuối đời của hắn hay sao? Bất ngờ, một bóng người vụt tới, cắt phăng cánh tay của con quỷ, cứu sống Inosuke. Người đó không ai khác chính là Thủy Trụ Giyu. Với hơi thở của nước, thức thứ tư, anh đã tiêu diệt con quỷ cha một cách vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Như vậy, cả Inosuke và Zenitsu đều bị bọn quỷ đánh cho tơi tả còn Tanjiro phải một mình chiến đấu với chị em quỷ nghiện Rui. Rất may, hai trụ cột đã có mặt, họ sẽ kịp thời giải vây cho Tanjiro không? Trận chiến tiếp theo sẽ khủng khiếp tới mức nào? Hãy xem tóm tắt các tập tiếp theo để biết đáp án nhé! Chứng kiến thủy trụ Giyu chỉ một chiều đơn giản đã tiêu diệt sau nghiện quỷ cha, khiến Inosuke nhận ra kiếm thuật của hai người cách xa một trời một vực. Sau giây phút ngưỡng mộ, hắn nhanh chóng thách đấu với Giyu nhưng trụ cột đâu thèm chấp một kẻ tân binh giờ hơi như thế. Anh cho biết, nhện quỷ cha không phải thành viên của thập nhị quỷ nguyệt, rồi chó Inosuke treo trên cây để hắn có thời gian nghỉ ngơi vì đã bị thương rất nặng. Zenitsu đang hấp hối, nhưng rất may, Shinobu đã kịp thời có mặt và tiêm cho cậu thuốc giải. Đồng thời, đội quân dọn dẹp Takushi của sát quỷ hội cũng có mặt hỗ trợ những nạn nhân khác. Trong khi đó, Tajiro vô cùng ngượng ngàng khi thanh kiếm Nichirin của cậu đã bị tơ nhện cắt thành đôi. Rõ ràng, tơ nhện của Rui còn cứng hơn cả mình đồng giá sắt của nhện quỷ cha. Rui không ngừng tấn công, buộc Tanjiro phải vô cùng vất vả tránh né. Có thể thấy, Tanjiro còn sống, chẳng qua vì Rui chưa muốn cậu chết mà thôi. Khi hắn ra đòn quyết định, một tấm lưới nhện bổ xuống, khiến Tanjiro chẳng còn đường chạy. Trong giây phút sinh tử, Nezuko bất ngờ xuất hiện, đợi cho cậu một đòn chí mạng vết thương rất sâu khiến cánh tay của Nezuko muốn đứt rời ra. Chứng kiến cảnh tượng, cô em gái quỷ hy sinh bản thân để bảo vệ anh trai. Mối liên kết gia đình giữa hai người khiến Rui khao khát và ghê tị. Trong cơn kích động, hắn vung tay cắt chị gái thành nhiều mảnh. Dù bị cắt đứt đầu, nhưng quỷ chị vẫn sống nhân rằng cô ta sợ hãi, hứa đi dọn dẹp những thành viên sát quỷ hội khác để chuộc tội. Rui thú nhận, hắn rất xúc động và ngưỡng mộ tình anh em của hai người. Bởi vậy, thay vì sát hại cả hai, hắn cho Tanjiro một cơ hội sống. Nếu giao Nezuko ra, chấp nhận biến đổi cô thành em gái hắn. Tất nhiên, Tanjiro chẳng bao giờ đồng ý. Cậu cũng chỉ ra mối liên kết giả tạo hắn tạo ra chỉ là sự sợ hãi, ép buộc, kinh hoàng, chẳng bao giờ có thể trở thành tình cảm gia đình như hắn mong muốn. Cậu quyết tâm tiêu diệt Rui để bảo vệ em gái. Điều đó có vẻ vô cùng khó khăn khi Rui là thành viên của thập nhị quỷ nguyệt. Trong khi Tanjiro còn mãi suy nghĩ kế sách đối phó, Rui đã dễ dàng tóm được Nezuko. Trong giây phút đó, hai anh em Tanjiro đều cố gắng tấn công. Nhưng chỉ chớp mắt, Nezuko đã bị treo ngược trên không trung, vô cùng đau đớn. Hắn tiếp tục cho Tanjiro ăn hành và vui vẻ đùa bỡn bằng cách tới gần để cậu dễ dàng tấn công hơn. Thế nhưng, da thịt hắn cứng hơn thép, thanh kiếm Nichirin gãy của cậu chẳng thể xuyên qua. Thì ra, da thịt hắn còn cứng hơn cả những sợi tơ. Chẳng phải Tanjiro đã cầm chắc cái chết hay sao? Thế anh trai bị hành hạ, Nezuko vô cùng kích động nhưng chỉ khiến Rui thêm tức giận. Hắn siết chặt những dây tơ, cắt vào da thịt khiến cô đau đớn ngất đín. Điều đó khiến Tanjiro giận run người, nhưng cậu vẫn tỉnh táo, quyết tâm giữ bình tĩnh, điều chỉnh hơi thở để tìm cách phản công. Với hơi thở của nước, thức thứ 10, sinh sinh lưu truyền, Tanjiro tạo ra một con dòng nước, thành công cắt đứt những sợi tơ của Rui. thế nhưng hắn tiếp tục dùng huyết quỷ thuật khắc mịch lao biến đổi tơ nhện thành màu đỏ cường hóa các sợi tơ thêm cứng rắn bội phần một tấm lưới đỏ khổng lồ nhanh chóng vây quanh Tanjiro cái chết đang ở ngay trước mắt cậu trong giây phút ấy cậu nhớ về hồi nhỏ cha cậu từng chỉ cho cậu biết về hơi thở của hỏa thần nhờ đó dù cha cậu ốm yếu nhưng giữa trời mưa tuyết bút giá ông vẫn có thể thực hiện điệu Kagura mô tế hỏa thần để cầu bình an hóa ra điệu vũ hỏa thần và đôi khuyên tai Hanafuda là gia sản truyền đời, cũng là lời hứa của dòng tộc Kamado. Giờ đây, ngay trong thời điểm cận kề cái chết, Tanjiro đã biến đổi hơi thở của nước sang điệu múa tế hỏa thần, biến dòng nước thành dòng lửa, đột phá vòng vây tơ nhện, cậu kiên định tấn công, dư vững điệu múa hỏa thần nhằm giải cứu Nezuko. Quả thật, sức mạnh của cậu đã tăng vọt vượt bậc, thậm chí dồn ép Rui và nhìn thấy sợi chỉ sơ hở của hắn. Cậu quyết tâm tiêu diệt Rui dù có phải cùng chết. Trong khi đó, bóng hình của mẹ họ xuất hiện thúc giục Nezuko tỉnh dậy bảo vệ anh trai. Nhờ đó, Nezuko đột ngột tỉnh dậy. Cô sử dụng huyết quỷ thuật, bọc huyết, đốt cháy đám tơ nhiện của Rui giúp Tanjiro có cơ hội tấn công và thành công cắt đứt đầu của hắn. bằng cách kỳ diệu nào đó, Tanjiro đã có được sức mạnh của điệu múa hỏa thần kết hợp với huyết quỷ thuật của Nezuko, nhờ đó đã cắt đứt đầu tên quỷ Rui. Dù thế, Tanjiro cũng tổn thương ghê gớm, cơ thể cậu run rẩy, mắt mờ đi và vô cùng khó thở. Thế nhưng, dù đã bị cắt cụt đầu, tên quỷ Rui vẫn còn sống. Hóa ra, vừa rồi hắn đã tự cắt đứt đầu trước khi Tanjiro có thể chém đầu hắn. Giờ đây, hắn vô cùng tức giận, sẵn sàng giết chết cả hai anh em với huyết quỷ thuật sát mục lòng những sợi tơ nhện xoáy quanh Tanjiro, cắt vào da thịt mà cậu chẳng còn sức phản kháng. Rất may, thủy trụ Giyu đã kịp thời có mặt cứu sống Tanjiro. Rui tức giận sử dụng huyết quỷ thuật, khắc bịch luân, chuyển hướng tấn công Giyu. Trong khi đó, Giyu sử dụng hơi thở của nước, thức thứ 11, lãnh tịnh, chỉ cần đứng yên, những sợi tơ nhện đều bị cắt vụn, anh nhẹ nhàng tiến đến, cắt đầu ri vô cùng đơn giản. Trong khi đó, nhện quỷ trị theo lệnh của Rui đi tìm và tiêu diệt những thành viên sát quỷ hội khác, hóa ra trước đây, trong khi bị sát quỷ hội truy đuổi, cô ta đã đồng ý gia nhập gia đình của Rui để được hắn cứu sống. Với máu của mình, Rui đã ban sức mạnh và biến đổi ngoại hình của những con quỷ bình thường trở thành nhện quỷ. Ở đây có rất nhiều thành viên, một gia đình giả tạo, chẳng hề có tình cảm gắn kết. Tất cả đều phục tùng Rui, chỉ vì sự sợ hãi, bất cứ ai trái lệnh sẽ bị hắn cắt thành từng mảnh, treo dưới ánh mặt trời mà chết. Thì ra, nhện quỷ mẹ cũng chỉ là một cô bé, còn nhện quỷ chị sẵn sàng hãm hại những kẻ khác để bảo toàn tính mạng. Trước giờ, cô ta chưa từng làm vật ý Rui, thậm chí sẵn sàng bắn đứng cả người chị em tốt nhất. Tuy nhiên, khi nhện quỷ mẹ và nhện quỷ anh bị giết, cô ta vô cùng hoảng sợ và biến đổi về hình dạng cũ, khiến Rui tức giận tấn công. May có Tanjiro xuất hiện, giúp cô ta có cớ chạy đi. Trên đường, cô ta bắt gặp một thành viên của sát quỷ hội và nhanh chóng cuốn anh ta vào một cái kén, từ từ biến thành món xúc nhện. Không may cho cô ta, Shinobu bất ngờ xuất hiện, chỉ thoáng chốc đã chiếm thế thượng phong. nhận thấy không có cơ hội chiến thắng, Nhiện quỷ trị van xin và được Shinobu sẵn sàng cho cơ hội kết thân. Nhiện quỷ trị cho biết, cô đã sát hại 5 người vô tội nhưng tất cả đều vì bị Rui ép buộc gây ra. Thế nhưng, Shinobu nhanh chóng bóc trần bộ mặt gian xào của cô ta. Với bộ sưu tập kén răng đầy ở phía Tây, chắc hẳn số người bị nhiện quỷ trị giết hại đã lên tới vài chục người. Rất bình thản, Shinobu cho biết sẽ tra tấn khiến nhiện quỷ trị chị phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng ứng với mỗi tội ác mà cô ta gây ra sợ hãi và tức giận nhiên quỷ trị ra sức tấn công nhưng sức mạnh của shinobu rất đặc biệt với hơi thở côn trùng điệp chi vũ du hí cùng thanh gươm khổng lưỡi shinobu không hề chém đầu tiêu diệt nghiện quỷ trị mà sử dụng độc dược khiến cô ta đau đớn đến chết <laughs> Shinobu tự hào cho biết mình là trụ cột duy nhất của sát quỷ hội không thể chém đầu quỷ nhưng với độc dược từ hoa tử đăng nhiên quỷ chị đã chết xác của cô ta sẽ dần phân hủy ngay sau đó Shinobu cũng giải thoát cho anh chàng sát quỷ hội mới bị nhiện quỷ trị nhốt trong kén dù quần áo đã bị tan chảy nhưng thân thể anh ta vẫn hoàn toàn nguyên vẹn như vậy nhờ sự giúp đỡ của hai trụ cột Giyu và Shinobu gia đình nhiện quỷ ở núi Natagumo đã bị tiêu diệt Tanjiro đã phát hiện ra sức mạnh mới với điều vụ hỏa thần còn Nezuko cũng bắt đầu sử dụng huyết quỷ thuật. Điều thú vị gì sẽ diễn ra ở tập sau? Hãy xem tóm tắt các tập tiếp theo để biết đáp án nhé! Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tập thứ 19 và 20 của series Kimetsu no Yaiba, Thanh gươm diệt quỷ. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe kênh Nagi Movie, bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video cho tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Je meurs en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.